Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những thời gian vừa qua, làn sóng người di dân từ Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và rất nhiều nước khác nhau tới đất nước Canada đang trở thành một cái vấn đề như người ta gọi là hot, tức là đang rất nóng bỏng trên thị trường. Canada là một đất nước có nền kinh tế giàu mạnh nhất nhì thế giới. Vâng, và đất nước này được coi như là cao ủy Liên Hợp Quốc thừa nhận là một đất nước đáng sống nhất hành tinh. Vì vậy, rất nhiều người trên thế giới đang tìm đường đến đất nước Canada định cư, trong đó người Ấn Độ và người Trung Quốc là hai dân tộc nhiều nhất, theo như mình biết nó là như vậy. Các bạn biết rằng Canada cũng có một chính sách rất cởi mở với tất cả những người trên thế giới, bởi vì đất nước của Canada là rộng thứ hai trên thế giới, trong khi đó dân số của Canada ước tính chỉ vào độ khoảng chưa đến 40 triệu người, có nghĩa là họ rất thiếu.